chào bác. Bác có mật gấu để trên một ít em dùng để ngâm rượu uống và xoa bóp ạ. Mật gấu không phải là thần dược mà chị tin dùng, chị nên sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc rõ ràng được bác sĩ khuyên dùng để đảm bảo hiệu quả điều trị. Dạ vâng ạ. Mật gấu không phải là thần dược, hãy nói không với mật gấu để bảo vệ loài gấu trước nguy cơ tuyệt chủng. Nếu bạn thấy gấu hay các sản phẩm của gấu bị buôn bán, vận chuyển hoặc tàng trữ trái phép, hãy báo cơ quan chức năng gần nhất hoặc gọi tới đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522.